Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Ẩm thực Bếp Nhỏ. Và trong video ngày hôm nay, Bếp Nhỏ sẽ hướng dẫn các bạn chế biến món cà tím làm sao để cho được một món ăn ngon, thơm, hấp dẫn và đặc biệt cực kỳ là đơn giản nhé. Với cách chế biến này thì các bạn sẽ có một món cà tím thơm ngon và hấp dẫn. Các bạn muốn biết cách làm như thế nào ạ? Hãy theo dõi video của mình nhé. Trước tiên thì đối với cà tím ạ, thì các bạn sẽ đem ngâm nước muối và rửa sạch cho mình nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt khúc một quả cà, thì chúng ta sẽ chia ba. Và tiếp tục trong một cái khúc cà này thì các bạn sẽ cắt thành từng lát một, có chiều rộng là khoảng tầm là 1 cm. Sau đó cắt thành hình vuông với cái khối vuông khoảng tầm là 1 cm. Để được những khối vuông này thì lát nữa chúng ta xào cà tím thì nó sẽ không bị nát này, cũng như là sẽ không bị dập nhá. Các bạn có thể hình dung được cái miếng cắt mà Bếp Nhỏ đã cắt trong đây với khối vuông khoảng tầm là 1 cm nhé mọi người nhá. Để tránh tình trạng cà của chúng ta không bị thơm này, cũng như là ăn nó không bị hăng thì các bạn chuẩn bị một bát cho mình nhá. Sau đó là cho một chút muối trắng này và cho một chút nước vào đây, trộn đều để cho phần cà của chúng ta được ngập đều vào cái phần hỗn hợp muối và nước nhá, để cà của chúng ta không bị hăng này, cũng như là không bị thơm nhá. Ở bước thứ hai á thì các bạn chuẩn bị cho Bếp Nhỏ đó là 2 quả trứng gà nhá. Sau đó thì các bạn đập trứng gà ra này và tiếp tục khuấy đều cho đến khi nào mà lòng trắng và lòng đỏ của trứng gà được trộn đều vào với nhau, vậy là chúng ta đã xong bước thứ hai rồi. Đến bước thứ ba thì chúng ta sẽ đem đi thái ớt và một số nguyên liệu phụ cần có nhá. Đối với phần ớt thì các bạn có thể sử dụng ớt chuông hay là một số ớt xào cũng được, nhưng mà chúng ta nên sử dụng một là ớt đỏ và một quả ớt xanh nhá, để lát nữa xào lên thì nhìn nó sẽ đẹp mắt và ngon hơn. Ở đây thì ớt đầu tiên thì các bạn sẽ đem đi loại bỏ phần hạt và phần ruột bên trong nhá. Chúng ta chỉ lấy phần vỏ bên ngoài và sau đó là sẽ thái từng cái lát theo kiểu hạt lựu, thái lát dài bên ngoài bên trước. Sau đó thì chúng ta sẽ đối chiều và thái từng khúc hạt lựu một nhá. Tiếp theo thì mọi người sẽ để phần ớt xanh này ra một phần bên đĩa cho mình nhá. Tiếp sau đó thì chúng ta sẽ chuyển ra đó là thái phần ớt đỏ nhá. Riêng mà đối với phần ớt đỏ thì các bạn sẽ cùng thái giống như là phần ớt xanh cho mình nhá. Vậy nên mình sẽ không giới thiệu kỹ qua phần này nữa. Và đương nhiên rồi, Bếp Nhỏ sẽ chuẩn bị một nhánh gừng nhá. Sau đó là sẽ đem thái lát mỏng này và tiếp tục sắp lại chuyển hướng và thái từng sợi mỏng nữa. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ thái từng cái miếng nhỏ một theo kiểu hạt lựu nhưng mà nhỏ hơn rất nhiều nhá. Ở đây chúng ta sẽ thái như này để cho phần gừng lát nó sẽ được quện vào. Nếu mà mọi người sử dụng nhiều gừng quá thì ăn nó sẽ hăng và mất vị ngon của cà nhá. Sau đó thì các bạn sẽ để riêng một đĩa ra nhá. Tiếp theo đối với tỏi thì các bạn có thể đập dập hoặc là đem giã ra cũng được. Còn nếu không thì đập dập và sau đó là cắt nhỏ, cũng như là sẽ để sang cùng với cái phần gừng lúc nãy nhá. Còn ớt chúng ta sẽ để riêng. Đối với hành thì các bạn chỉ cần phần gốc thôi và cắt khúc một khúc nhỏ và để sang cùng với tỏi. Quay trở lại với cà tím, sau khi mà ngâm được khoảng tầm 5 phút thì các bạn có thể thấy là cà rất trắng cũng như là bớt hăng, thì các bạn sẽ đem rửa sạch và vớt ra. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng trứng và đổ phần trứng đã trộn đều lúc nãy vào đây. Bây giờ thì các bạn có thể sử dụng đũa hoặc là muỗng trộn đều làm sao mà phần trứng nó được quyện đều với cái phần cà của chúng ta. Vậy là các bạn có thể đem đi xào phần cà được rồi đấy. Chúng ta sẽ chuẩn bị một chút dầu ăn trong chảo này và sau đó là sẽ vớt phần cà bỏ vào chảo. Ở đây thì các bạn sẽ bật lửa vừa thôi, xào cho đến khi nào mà phần cà của chúng ta được mềm ra. Thực sự thì cái phần này các bạn có thể xào vừa chín tới thôi, nếu mà xào nhuyễn quá thì phần cà của chúng ta sẽ nát. Ở trong đoạn này thì các bạn sẽ không sử dụng đũa quá nhiều để tránh tình trạng là phần cà của chúng ta quá nát. Nếu có thể thì các bạn sẽ để phần cà chúng ta vừa chín tới, sau đó là đảo đều một lần rồi tiếp tục đảo nữa. Hoặc là các bạn có thể sắc chảo để cho phần cà chúng ta không bị nát quá nhiều. Sau khi mà phần cà đã chín rồi thì các bạn sẽ bỏ ra một cái tô, tiếp tục một chút dầu ăn và cho phần tỏi, gừng và hành lúc nãy vào xào cho đến khi nào mà phần nguyên liệu thơm này được thơm lên và chín đi thì các bạn tiếp tục cho phần ớt đã chuẩn bị lúc nãy vào. Đối với ớt vừa làm cho món ăn của chúng ta nhìn đẹp mắt hơn này, xanh xanh đỏ đỏ, cũng như nó sẽ làm cho món cà của các bạn thơm hơn, ngon hơn và hấp dẫn hơn. Khi mà cái hương vị của cà quyện với mùi thơm của ớt thì ngon xuất sắc. Khi mà ớt của chúng ta đã được xào chín thì các bạn cho một chút nước mắm này, cùng với đó là một ít bột ngọt và tiếp tục đó là một thìa tương cà cùng với đó là tương ớt, để cho phần sốt của chúng ta nhìn được đẹp mắt cũng như là đậm đà hơn, thì lát nữa món cà ăn nó sẽ ngon, hấp dẫn và tốn cơm hơn rất nhiều. Tiếp tục đảo đều và mở lửa nhỏ cho đến khi nào mà phần sốt, phần nước mắm nó được quyện đều với cái phần ớt.
thì các bạn sẽ đi chuẩn bị phần cà mà chúng ta để ra đĩa lúc nãy. Phần cà các bạn sẽ cho vào và chỉ cần đảo đều một cách nhẹ nhàng thôi. Đối với phần cà này, khi mà các bạn đảo quá nhiều thì nó sẽ nát, còn khi mà đảo ít quá thì nó sẽ không được quyện đều đâu. Các bạn có thể sử dụng kỹ thuật đó là sắc cháo để cho phần cà của chúng ta được quyện đều với cái phần tỏi và phần sốt cũng như là nguyên liệu thơm. Các bạn xào trong vòng là khoảng tầm 3 phút thì cho đến khi nào mà cái phần cà của chúng ta được quyện và ngấm đều gia vị cũng như là quyện đều với phần ớt và tỏi. Vậy là chúng ta đã thành công với món ăn này. Trong công đoạn này thì các bạn sẽ cảm thấy mùi thơm và vị thèm ăn đến từ cái món cà này với mùi thơm từ tỏi, ớt và hành cũng như là đẹp mắt từ màu xanh và màu đỏ cũng như là màu của các gà. Vậy là các bạn đã có một món ăn ngon và hấp dẫn. Bây giờ thì bếp nhỏ sẽ bỏ món ăn của chúng ta ra đĩa để mọi người cùng nhau thưởng thức và cảm nhận về món cà và cách xào mới này của mình nhé. Ở đây mình sẽ thấy rất hút mắt bởi màu xanh, màu đỏ cũng như là màu của cà và màu của ớt, nhìn rất hút mắt và thèm ăn. Vậy là video hướng dẫn các bạn chế biến món cà tím theo cách mới chỉ bằng hai quả trứng gà của bếp nhỏ đã kết thúc rồi. Các bạn xem video nếu thấy hay đừng quên cho bếp nhỏ một like, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đồng hành cùng bếp nhỏ với những cách nấu những món ăn mới. Và cuối video, bếp nhỏ chúc các bạn có một món ăn mới từ cà tím một cách hấp dẫn để cho gia đình có một bữa cơm thật là hạnh phúc và ấm áp.